Em đi đi về trước gọi bác sĩ đi, nhanh lên. Vâng. Anh gọi đội anh em sao lâu thế nhỉ? Trời, đội này hơi chậm chạp đấy. Trời ơi. Chị ơi, chị tỉnh đây chị ơi. Trời, đội này sao lâu thế nhỉ? Chị ơi lên đi, nhanh lên. Đấy, đấy, đấy. Đấy, đấy, giải ra. Nào. Đến rồi ở kia kìa. Đến đây em ơi. Đến ngay chỗ nhà này đi. Cùng nhau kia nhà đi. Vâng rồi. Đưa vào đấy đi. Đưa vào trong. Cho cô chị ấy nằm có gối đi. Để anh đi gọi bác sĩ. Cảm ơn anh em nhé. Có gì là tôi lại liên hệ sau. Về nhé. Vâng. Đi làm việc kia đây. Em à, anh có em gọi bác sĩ không thấy đâu. Đang đến à? Vâng. Đến nhanh nhá. Chị ở anh lắm rồi. Nhá. Vâng. Nhanh lên nhá. Vâng. Chị ơi, chị tỉnh đi chị ơi. Chị ơi. Chị ơi, chị ơi tỉnh uống nước này, chị ơi. Chị ơi, chị. Chị này là rất là kìa. Không thấy. Giờ này chưa thấy về nhỉ. Chậm chạp thế không biết.
Trời ơi. Chị ơi. Chị đừng nhìn chị ơi. Dây ạ. Dây ạ. Lâu thế nhỉ. Đứa nhân viên này chứ này chậm chậm tỉnh đi chị ơi, vẫn chưa tỉnh. Trời ạ. Lâu thế em chưa đến à? Vâng vâng sắp đến rồi. Nhanh đi em, công tác làm việc của em sao chậm chạp thế? Người ta đang bất tỉnh rồi. Vâng 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 vâng. Nhanh nhá. Rồi rồi. Nhá. Rồi ạ. Đây đội này đúng rồi, chậm quá đi. Không biết chị ấy có sao không. Gì nữa con ạ? Mẹ không biết đi đâu rồi ấy. Ngã bùm á? Cái gì? Bù má con xuống đấy nhá. Đấy 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 cục đấy. Ta bế ta, ta bế ta, con xuống này đâu. Em có trứng không đấy, các con nói rồi. Không có gì ăn.
Tôi lấy một quả để luộc cho con ăn nhé. Đây, cho con xin một quả trứng nhé. Con đói lắm rồi. Con ngồi đây nhá. Rồi. Con làm vớ nhé, chơi thôi nhá. Nó đi đốt lửa. Đây cho bác trứng đây. Mang đi luộc nhé. Ui, tí nữa là cần biết. Ôi giời ơi. Cảm ơn mẹ hoa dưới lô hô. Cảm ơn mẹ. Ồ, đói em về. Tí đó chín còn đây đợi một tí nhá, chưa chín đâu.
Mơ. Cô má. À, thôi thôi đã. Nóng lên. À. Nóng hết con ạ. À, đây đây. Con đợi bác một tí để bác thổi đã. Ừ, bác thổi cho nó nguội đã. Đấy, tí đau tay nhá. Úi. Đây, bác bóc cho con đây. Nhưng mà đấy bác bóc. Con có bóc được đâu. Để ba bóc cho con ăn nhé. Ba cho con bóc cho con ăn ăn nhé. À, đây 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 đây. Con thèm lắm rồi phải không? Con đói lắm rồi phải không? Đây. Con không cầm. Ăn đi. Ăn đi. Ăn một miếng đi nhé. Đây 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 đây. Ăn ăn ăn. Ăn mấy? Sao không ăn mấy? À, thế 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 bị tại vì. Lại buồn ngủ rồi á. Con không cầm được đâu. Con cầm tí sẽ rơi à. Ra đây. Con khá lấy con khá ăn đi. Đây đây được rồi con ăn đi. Khá lấy khá ăn á.
cầm đi. Đây đây đây, bác cho con hát cơm mà. Đây 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 đây. Đây, con hát cơm ấy, con hát ăn đấy. Ăn đi, rơi hết rồi. Xong, đã rơi rồi. Đấy. Đặt bế vào nhà đấy.
con có đói không? Hả? Mấy ngày hôm nay con ăn gì đấy? Chả phải bố đi mua cái gì cho con ăn đây. Now, all the people that I have seen, yeah.